Chào các bạn và chào em Lê Thị Kim Hằng. Bác sĩ Ngọc sẽ giải đáp thắc mắc cho Kim Hằng mà Kim Hằng đã gửi inbox cho bác sĩ Ngọc với một cái tin nhắn rất là dài. Không, tin nhắn rất dài. Thì với cái tin nhắn này là có một số ý cũng tương đối là hợp lý, đúng, nhưng mà những cái ý mà quan trọng thì em đang nói thiếu cái sự thật. Thì sẵn clip của em, bác sĩ Ngọc sẽ phân tích và giải thích để cho em được tỏ tường ha. Clip của em thì như thế này, thì để tôi lược bớt những cái từ ngữ trách hờn nha. Thì nói tóm lại là ý là những lần thấy bác Ngọc phát trực tiếp thì thấy rất là ok, nhưng khi mình khám thì thấy chỉ siêu âm và nói sơ sơ. Mình khám vú nói thay đổi sợi bọc giả bú gì đó mà mẹ mình bị ung thư vú, nên lúc nghe như vậy mình rất lo mà không thấy bác nói gì về vấn đề mình hỏi. Thì cảm giác rồi và còn khám bụng thì mình có sỏi thận mà bác siêu âm ghi không sỏi. Lúc có kết quả thì mình ở xa cần được tư vấn nên làm gì, thì chỉ nhận được câu trả lời là bạn cần đến phòng khám để gặp bác sĩ. Rồi, thứ nhất á là cái vấn đề thay đổi sợi bọc của em. Là hôm đó bác sĩ Ngọc nói, Brian, nói yên. Bác sĩ Ngọc nói rõ với em là như thế này về vấn đề bệnh của em nha, để giải quyết cái vấn đề bệnh của em trước. Thì bác sĩ Ngọc nói là bác sĩ Ngọc có nhiều kênh, có cái kênh TikTok và YouTube nói rất là nhiều về vấn đề thay đổi sợi bọc. Vì mỗi clip bác sĩ Ngọc sẽ nói tới gần 10 phút lận, thành thử nó rất là đủ ý. Thành thử bác sĩ Ngọc muốn em hãy nghe lại những clip đó. Các bạn biết không, bác sĩ Ngọc làm hơn 400 clip rồi đó các bạn. Để bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn nghe, tôi sẽ hướng dẫn cho những bạn mà không không có biết tìm thông tin ở đâu nha. Thứ nhất là ở ở top top thì nó như vậy. Ở top top thì nó như vậy. Các bạn ơi, cái hàng đầu tiên á, nó mờ quá. Đây nè, cái hàng này nè các bạn, cái hàng này nè đó, các bạn thấy không đó, ví dụ như là hạch tăng sản viêm đó, cái ý hạch tăng sản viêm, rồi thực dưỡng thuần chay đó đó, tôi là có những cái tiêu đề vô đây rồi. Rồi rồi đây, thay đổi sợi bọc nè, sẽ có một cái là thay đổi sợi bọc nha các bạn. Đây, thay đổi sợi bọc đây. Sau tan vỡ có đây các bạn, thay đổi sọc tuyến vú nè các bạn. Rồi, nó bị chói sáng quá. Đây nè, thay đổi sọc bọc tuyến vú nè các bạn. Các bạn bấm vô, Kim Hằng bấm vô giùm bác sĩ Ngọc. Đó. về thay đổi sợi bọc, thêm những câu hỏi thế này nữa các bạn. Ba clip. Về thuốc ngừa thai, là em đang uống thuốc ngừa thai, em bị thay đổi sợi bọc vậy em hư. Rồi, hôm đó bác sĩ Ngọc có nói với em là bác sĩ Ngọc làm vài clip về vấn đề này, em ra em mở ra giùm bác sĩ Ngọc nghe. Các bạn biết không, ba clip là gần 30 phút, không thể nào mà mỗi bệnh nhân bác sĩ Ngọc nói về vấn đề thay đổi sợi bọc. Vì thế bác sĩ Ngọc đã làm hơn 400 clip. Rồi, bây giờ em về rất là nhiều vấn đề thường gặp của chị em phụ nữ, ung thư lẫn bệnh lành tính. Đây là cái kênh của bác sĩ Ngọc nữa nha. À, các bạn vô cái kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Rồi, thì trong đó có danh sách phát. Các bạn ơi, danh sách phát. Cái này là sẵn cái cô Kim Hằng Hằng có thắc mắc thì bác sĩ Ngọc sẽ nói luôn. Các bạn thấy không? Danh sách phát, ví dụ như bây giờ cái vấn đề của cổ là thay đổi sợi bọc thì mình sẽ đi tìm cái danh sách phát là thay đổi sợi bọc. À, ví dụ như bây giờ cái đơn giản thôi nha. Cái là cái sẵn nó đây nè thì tôi mở ra luôn. Bú lành tuyến vú đi. Các bạn ơi, 10 clip trong bú lành tuyến vú. Các bạn ạ, à, bác sĩ Ngọc làm quá nhiều clip và dường như chưa có bác sĩ nào trong ngành ung thư mà làm nhiều clip như vậy. Tại sao mà các bạn, có những bạn không thấy điều đó là điều tích cực? Các bạn hiểu không? Tôi đã làm rất là nhiều clip và khi vấn đề khám thì bác sĩ Ngọc sẽ khẳng định lại
với Kim Hằng, tổn thương đó là lành tính, là thay đổi sợi bọc, và nó có làm cho tăng cái nguy cơ ung thư so với cái người không có thay đổi sợi bọc. Đó là những ý chính lúc đó cần nói. Và bác sĩ Ngọc nói là trong kênh TikTok và trong kênh YouTube, bác sĩ Ngọc đã có rất là nhiều clip mà nó đều có cái title, tức là cái tên của cái chuyên đề để nói. Và các bạn coi nè, bây giờ cái số video nha các bạn, 480 video. Bác sĩ Ngọc làm 480 video. Tôi nghĩ là lúc khám các bạn, cái vấn đề là cái kinh nghiệm và cái mắt tinh tường của tôi sẽ trả lời các bạn, không phải ung thư. Các bạn ạ. Còn về cái nội dung chính xác của cái vấn đề của mình thay đổi sợi bọc, bướu sợi tuyến lành tính, bướu nang buồng trứng, tất cả nó nằm trong 480 cái clip này và nó nằm trong danh sách phát. Rồi, bác sĩ Ngọc biết là rất là nhiều người yêu quý bác sĩ Ngọc, hiểu là bác sĩ Ngọc là người chân thành và tận tâm để mà chữa bệnh, để tầm soát cho các bạn. Nhưng có những cái vấn đề nó quá thường gặp và tôi đã nói quá nhiều rồi, thì tôi sẽ nói là các bạn nghe ở những cái chỗ đó. Tại vì tôi nói lại thì tôi cũng nói cái ý đó thôi, các bạn biết không? Đó, mà rất là nhiều người cần khám cái vấn đề của Kim Hằng đến để bác sĩ Ngọc trả lời với em nó không phải ung thư. Đó là em đã yên tâm rồi. Nếu như mà chưa rõ ràng thì bác sĩ Ngọc sẽ làm xét nghiệm tế bào. Còn nội dung là thay đổi sợi bọc là gì, thay đổi sợi bọc có thành ung thư hay không, thay đổi sợi bọc cần ăn uống gì, kiêng cái gì, đó, rồi khi nào cần điều trị thay đổi sợi bọc, là hoàn toàn nó nằm trong các clip mà bác sĩ Ngọc đã làm. Danh sách phát, ví dụ để tôi coi cái trong này là tình trạng thay đổi sợi bọc, tình trạng thay đổi sợi bọc và sơ nang tuyến vú. Ở đây tôi làm đây, sơ nang tuyến vú. Nó nhiều đến nỗi là bây giờ tôi kiếm không nổi luôn đó các bạn, cái danh sách phát của bác sĩ Ngọc. Rồi lao hạch lao vú cũng có nói ở đây nè, rồi đốt sóng cao tần nhân lành tính nè, rồi dinh dưỡng, rồi hạch viêm, ung thư tuyến giáp. Nội cái ung thư tuyến giáp là 21 cái video các bạn ạ. Rồi đâu coi, ung thư tuyến vú là 7 video, tình trạng sơ nang tuyến vú 10 video. Kim Hằng à, trên cái Facebook của bác, trên cái YouTube 10 video. Không? Thì bây giờ nói về vấn đề chuyên môn là như vậy. Rồi tới tiếp theo cái vấn đề sỏi thận, nó có quan trọng không? Nó có quan trọng không? Tại vì sỏi em nhỏ thì em có thể nó tự nó đi tiểu ra được. Em uống nước nhiều nó có thể đi tiểu ra được. Và thi thoảng người ta vẫn xem cái nốt vôi lầm với là cái viên sỏi. Em ha? Cho nên á, là đây là cái vấn đề nó không quan trọng. Cái vấn đề của em là mẹ em bị ung thư và em có tổn thương thay đổi sợi bọc. Và chẳng lẽ bây giờ em muốn bác sĩ Ngọc phải nói lại với em gần 30 phút cái vấn đề thay đổi sợi bọc, mà trong khi bác sĩ Ngọc trên YouTube đã nói 10 clip và trên cùng một vấn đề là thay đổi sợi bọc, tại cái vấn đề này nó khá là thường xuyên. Và trên TikTok là 3 clip. Rồi. Thì sẵn cái câu chuyện của thắc mắc của cô Kim Hằng như thế này thì là cũng là một cái dịp để bác sĩ Ngọc nói với các bạn là bác sĩ Ngọc đang có tới 480 clip về bệnh lý lành tính và ung thư. Những cái bệnh mà bác sĩ Ngọc chuyên khoa, rất là chuyên, là bác sĩ Ngọc đã làm clip nói rồi. Những cái kiến thức rất thực tế, rất gần gũi, dễ hiểu, xúc tích cô đọng cơ bản cho các bạn. Cho nên bác sĩ Ngọc sẽ, những cái vấn đề nó thường xuyên quá, ví dụ hạch viêm, thì bác sĩ Ngọc sẽ nói đây là hạch viêm bình thường, và nếu mà muốn hiểu rõ hơn thì có thể kênh TikTok, Facebook và YouTube của bác sĩ Ngọc đều có rất là nhiều clip và đều có đặt tên. Chỉ cần vô cái danh sách phát thôi thì mình sẽ tìm được cái mình cần. Vậy nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.